Bây giờ là 8 giờ 45 phút. Không khí tại sân vận động Thiên Trường đang chuẩn bị mở ngày hội bóng đá giữa câu lạc bộ Nam Định và Gia Lai vào lúc 18 giờ chiều ngày hôm nay. Đây là quang cảnh trước giờ mở cửa bán vé. Lực lượng chức năng và nhân viên bán vé đang chuẩn bị sẵn sàng để phát những tấm vé đầu tiên khán giả. Và chỉ ít phút nữa thì số lượng vé đã được xuất bán. Mong tất cả quý khán giả trong nhiều đội bóng hãy nhanh chân ra chuẩn bị tấm vé tốt nhất và thực hiện đủ 5K theo quy định của nhà nước. Bán vé cho anh em ta về. Đúng nhất chị. Rất đông những khán giả đã chờ có những tấm vé, rất đông báo đài của mọi nơi đã về. Rất đông người. Bây giờ trong đây có cả lẫn cả những phe vé. Điều ơi, hôm nay cố gắng lên cháu nhá. Chúc cháu mạnh khỏe và chúc đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam thành công rực rỡ ở mùa giải U23 châu Á nhá. Mày thắng thắng trận này, bắt thắng trận này về chú thưởng. Lấy thêm cô vợ nữa. Rất đông. Hiện tại thì là ghế của khán đài thì đang sửa bạn nhé, bạn Bùi Trường Sơn nhá. Thì mình tạm thời ngồi đất. Chắc là sau trận Hà Nội thì sẽ được ngồi ghế đẹp. Ok anh Vũ Mậu nhá, anh Vũ Mậu không về Nam Định hơi buồn đấy nhá. Ok, cho mượn hẳn ghế ra luôn với lượm gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.